Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thảo luận về ngân sách nhà nước tại Quốc hội ngày 2 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã có giải trình thêm các vấn đề đại biểu quan tâm như vấn đề ngân sách, hoàn thuế. Về chính sách tài khóa, ông Phước nói chính phủ thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, tức là tài khóa thâm hụt, giảm thuế nhưng vẫn tăng chi ngân sách. Theo đó, 3 năm qua, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội giảm, giãn các loại thuế và tiền thuê đất. Năm 2021 giảm 132.400 tỷ đồng, 2022 là 233.000 tỷ và năm nay dự kiến là 200.000 tỷ. Về dự toán ngân sách năm 2024, Bộ trưởng Phước cho biết nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 đưa ra dự toán thu ngân sách phải tăng 5,5%. Bộ Tài chính đề xuất giảm hai loại thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu và thuế VAT từ 10% xuống 8%. Cả hai khoản thuế này giảm 1.759.000 tỷ đồng, chứ không phải là 1.700.000 tỷ đồng nữa, tương đương tăng được 8,46% so với theo hướng thực hiện và dự toán của năm 2023. Đặc biệt trong bố trí chi, ông Phước cho rằng Bộ Tài chính bố trí xây dựng cơ bản và đầu tư công đến 677,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 32% trong tổng chi ngân sách. Bộ cũng bố trí đủ để nâng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7. Liên quan đến hoàn thuế, Bộ trưởng Tài chính cho rằng hoàn thuế hiện nay, ngành thuế có 14.857 hồ sơ, đang giải quyết 534 hồ sơ, khoảng 9.154 tỷ. Hoàn thuế VAT thì quy định đặt ra là điều kiện doanh nghiệp được hoàn thuế là phải có hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ chuyển tiền, hợp đồng. Đối với các công ty xuất nhập khẩu, sẽ phải có thêm hợp đồng, chứng từ chuyển tiền và tờ khai hải quan. Thời gian qua, có vướng mắc mà cơ quan thuế đã xác minh ở nước ngoài. Cơ quan thuế của nước ngoài bảo doanh nghiệp đứng tên có mối quan hệ làm ăn với doanh nghiệp Việt Nam không tồn tại. Điều đó có nghĩa là hợp đồng và các giấy tờ kia vô hiệu, không hoàn được và đang xác minh điều tra, chứ không thể làm tùy tiện. Bộ trưởng nhắc tới vụ án Thủ Đức House và cho biết đây là bài học rất đau xót. Riêng vụ nhà Thủ Đức House, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã có 18 người đi tù, riêng cục phó phải đi tù 4 năm dù không lấy đồng nào, chỉ làm sai thôi. Nếu luật thuế nói hoàn thuế chỉ xác minh người bán cuối cùng, cán bộ thuế không vi phạm thì chúng tôi thực hiện ngay. Ông Phước nói thêm là quy định hiện nay yêu cầu phải hoàn trước kiểm tra sau là 6 ngày và kiểm trước hoàn sau là 40 ngày nên phải thi hành. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can về 10 tội danh gồm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ điện tử Thế Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ điện tử Indovina và một số đơn vị liên quan thực hiện. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu, hiện đang bị truy nã quốc tế và liên quan công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức. Trong vụ án này, nhiều bị can từng là cán bộ thuế thuộc các chi cục thuế, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ từng là công chức hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bị truy tố vì đã tiếp tay cho các bị cáo khác thực hiện gây thất thoát tiền của nhà nước. Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD-ROM chứa phần mềm và linh kiện điện tử, hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng với các công ty nước ngoài. Dũng còn sử dụng nhiều công ty mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử và các loại hàng hóa khác từ các nước về Việt Nam. Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Ngoài ra, Dũng và Lưu Thụy Nhát, giám đốc công ty Khánh Hưng, thành lập và sử dụng 16 công ty ma xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu tư vào cho công ty Sài Gòn Tây Nam, Thủ Đức House, công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng. Còn ở Mỹ, Hồng Kông, UAE, Dũng sử dụng pháp nhân các công ty của mình để vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Khi tiền hàng và 10% tiền thuế giá trị gia tăng được chuyển vào tài khoản của 16 công ty ma, Dũng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty khác được khấu trừ, không phải nộp khoản 9,9% tiền thuế. Nhát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty ma hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế. Bên cạnh đó, để thực hiện các vụ vận chuyển tiền vượt biên, Dũng lập một nhóm chat trên mạng xã hội WhatsApp để chỉ đạo trực tiếp và giao cho hai người khác điều hành các hoạt động ở Việt Nam.
nhóm của Dũng sau đó vay vốn ngân hàng bằng hình thức mở sổ tiết kiệm, dùng làm tài sản đảm bảo để vay đô la Mỹ tại ngân hàng, từ đó tạo dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống. Theo kế hoạch vạch ra, từ tháng 2 2018 đến tháng 6 2019, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ lãnh đạo công ty nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, lập ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Thủ Đức House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị và được hoàn thuế giá trị gia tăng. Hành vi của các bị cáo trong vụ án dẫn đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng không đúng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thủ Đức House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng. Trong vụ án, cảnh sát xác định các bị can Nghiêm Nhật Nam, tổng giám đốc công ty thương mại Sài Gòn Tây Nam và Nguyễn Thị Ngọc Hương, giám đốc công ty thương mại quốc tế Hoàng Nam Anh đã có hành vi giúp sức cho nhóm Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt tiền thuế. Cả hai bị can này ký nhiều hợp đồng khống thể hiện có xuất nhập hàng hóa để được hoàn thuế giá trị gia tăng. Do vậy, Nghiêm Nhật Nam bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Nghiêm Thị Ngọc Thương bị cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình giải quyết vụ án, phía điều tra phát hiện sai phạm của cán bộ thuế tỉnh Tây Ninh trong việc hoàn thuế 153 tỷ đồng cho công ty Sài Gòn Tây Nam và sai phạm của cán bộ thuế Đồng Nai trong việc hoàn 19 tỷ đồng cho công ty Hoàng Nam Anh. Do hết thời hạn, không đủ thời gian điều tra các sai phạm trên, nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ vụ việc cho công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định. Kết luận điều tra nêu, C03 còn xác định để xảy ra hành vi gian dối lập hồ sơ khống để hoàn thuế, còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế. Các bị can tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế giá trị gia tăng. Nhóm cán bộ này còn không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm. Các hành vi này dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 365 tỷ đồng, theo C03. Như đã đề cập trước đó, trong số 60 bị can bị đề nghị truy tố, có 18 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, như bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng, Phạm Minh Tuấn, cựu trưởng phòng kê khai kế toán thuế, Cao Văn Tị, trưởng phòng thanh tra kiểm tra thuế số 5, Nguyễn Xuân Thắng, trưởng phòng kiểm tra nội bộ, Đào Thị Nga, cán bộ chi cục thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam, cán bộ chi cục thuế quận 3, Ngô Huỳnh Lũy, cán bộ chi cục thuế quận 5. Bên cạnh đó, bị can Trần Hoàng Tiên, giám đốc công ty Mega ENTVN bị đề nghị truy tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Đình Trúc, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán và kiểm toán Phương Nam bị đề nghị truy tố về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài các cán bộ thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng truy tố 3 cán bộ thuế thuộc chi cục thuế quận 1, quận 3, quận 5 về tội nhận hối lộ. Cụ thể, Đào Thị Nga, cựu cán bộ chi cục thuế quận 1 nhận 776 triệu đồng, Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ chi cục thuế quận 3 nhận 6,1 tỷ đồng và Ngô Huỳnh Lũy, cựu cán bộ chi cục thuế quận 5 nhận 497 triệu đồng từ Lưu Thị Ngát, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư dịch vụ Khánh Hưng. Sau khi nhận tiền từ bị can Ngát, các cán bộ chi cục thuế này thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Ngát như không đề xuất cấp trên kiểm tra hoạt động kinh doanh, báo trước việc kiểm tra, thanh tra thuế để Ngát làm thủ tục chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh đi nơi khác, báo trước cho Ngát những công ty có thể bị cưỡng chế thu thuế để Ngát nộp thuế ngay, tránh bị cưỡng chế. Những hành vi trên đã tạo điều kiện cho các công ty ma của bị can Ngát bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng, bị cáo đầu vụ, đang trốn truy nã. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết rõ hồ sơ hoàn thuế của Thủ Đức House có rủi ro, đã giao cho cấp dưới đề xuất kiểm tra, song không chờ kết quả kiểm tra, bị can này vẫn duyệt ký 11 quyết định hoàn thuế do Thủ Đức House ký từ tháng 8 2018 đến tháng 6 2019. Trong đó, hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh là cố ý thực hiện sai phạm trong việc lãnh đạo chỉ đạo duyệt ký 15 phiếu đề xuất và đề xuất bổ sung hoàn thuế do phòng kê khai và kế toán thuế trình, 15 phiếu thẩm định hồ sơ hoàn thuế, đồng ý đề xuất hoàn thuế do phòng pháp chế trình, 15 quyết định hoàn thuế và 15 lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước do Thủ Đức House hoàn trả trái quy định, tổng số tiền hơn 331 tỷ đồng. Đối với các kỳ hoàn thuế từ tháng 4 2018 đến tháng 12 2018 và từ tháng 1 2019 đến tháng 6 2019, kết quả thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả điều tra xác định hồ sơ hoàn thuế của Thủ Đức House có vi phạm nghiêm trọng. Từ đó, nhà chức trách xác định hành vi của bà Hạnh cố ý thực hiện sai phạm ký các quyết định hoàn thuế cho Thủ Đức House trái quy định gây thất thoát tài sản nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lê Đình Trúc, sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, gọi tắt là Công ty Phương Nam, về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Trúc có hành vi giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho tài sản của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House. Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hàng trăm tỷ đồng tiền thuế, vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.205 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu đô la Mỹ, tương đương 528 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam, buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng, nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng, sản xuất buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1974, được xác định là người cầm đầu, đang bị truy nã quốc tế, và Lưu Thị Ngát, giám đốc Công ty Khánh Hưng, thành lập và sử dụng 16 công ty ma, xuất hóa đơn khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam, Thủ Đức House, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế. Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế Interpol, đồng thời quyết định tách vụ án hình sự buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra khỏi vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi nào bắt được Dũng sẽ phục hồi điều tra và xử lý hành vi phạm tội của các bị can và các hành vi sai phạm khác có liên quan. Thời gian tới, Cà phê Len TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Len TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.